Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 31 tháng 10 tại huyện Nậm Pồ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động và chỉ định đồng chí Bùi Văn Luyện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Nậm Pồ, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và trao quyết định. Theo quyết định số 5488 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Luyện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Nậm Pồ, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu, trên cương vị công tác mới, đồng chí Bùi Văn Luyện phát huy hơn nữa năng lực, kinh nghiệm của mình, kịp thời nắm bắt công việc mới cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành huyện ủy Nậm Pồ, xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi công bố quyết định điều động cán bộ tại huyện Nậm Pồ, chiều nay đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự và trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Bùi Văn Luyện, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức danh Phó Bí thư huyện ủy Mường Nhé, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo quyết định số 5481 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bắt đầu từ ngày 18 tháng 11, đồng chí Bùi Văn Luyện được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy Mường Nhé và giữ chức danh Phó Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đồng chí Bùi Văn Luyện là cán bộ thuộc diện quy hoạch của tỉnh, đã được giao nhiều nhiệm vụ trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị. Trải qua quá trình công tác, đồng chí đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, năng lực công tác. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trên cương vị công tác mới, đồng chí Bùi Văn Luyện tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng Đảng bộ huyện Mường Nhé hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ. Sáng nay, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế để đánh giá tiến độ và tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Tà Lèng – Mường Phăng. Qua nghe báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát về tiến độ thi công cũng như những vướng mắc phát sinh khi triển khai dự án. Đặc biệt qua kiểm tra thực tế trên tuyến đường Tà Lèng Mường Phăng, đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát cần tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch, không vin cớ vào những vướng mắc phát sinh để ngừng thi công, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án cũng như các mặt kinh tế xã hội của dự án đem lại. Đối với những vướng mắc liên quan đến rừng và đền bù giải phóng mặt bằng khu dân cư, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, huyện, thành phố liên quan để có những giải pháp cùng tháo gỡ, đảm bảo nguồn vốn để đền bù cho dân. Đối với những vị trí phát sinh khối lượng cần đánh giá và báo cáo chi tiết để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý. Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Huệ Lèng, huyện Mường Trà về tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Hủy Lèng đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt gần 800 ha, sản lượng trên 1.700 tấn, tổng đàn gia súc gia cầm hơn 13.500 con. Trong thời gian qua, trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra, chăn nuôi đang sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện toàn xã có hơn 5.000 ha rừng, trong đó trên 4.100 ha diện tích rừng đã được giao quản lý và được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Độ che phủ rừng đạt 46%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện vẫn còn trên 60%. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được trạm y tế xã chú trọng thực hiện. 9 tháng đầu năm, trạm đã tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 1.700 lượt người, trong đó điều trị nội trú 66 người bệnh, ngoại trú 26 người, kê đơn cấp thuốc 1.613 lượt người. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đạt trên 70%, 50% phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế. Về giáo dục và đào tạo, toàn xã hiện có hơn 1.100 học sinh thuộc 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%. Thực hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế theo chương trình 135-27 năm, tổng số nguồn vốn sự nghiệp được hỗ trợ trong năm 2019 là 640 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ trên, xã đã mua 29 con bò sinh sản để cấp phát cho 58 hộ nghèo trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Hủy Lèng trên các lĩnh vực trong thời gian qua, đồng thời đề nghị xã làm rõ thêm một số thông tin về công tác giảm nghèo, việc huy động học sinh về học tại điểm trường trung tâm, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác tiêm chủng, khám chữa bệnh cho người dân để có kết quả đánh giá thực chất hơn. Chiều nay, huyện ủy Nậm Pồ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập quán triệt chỉ thị số 32 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã đã được phổ biến những nội dung chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Sau hội nghị này, huyện ủy Nậm Pồ yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã nghiêm túc phổ biến nội dung chỉ thị số 32 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong toàn huyện, đồng thời vận động linh hoạt chỉ thị vào nhiệm vụ thực tiễn của từng cơ quan đơn vị. Tại hội nghị cũng đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở, trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện Nậm Pồ đã kết nạp gần 800 đảng viên mới, xóa 31 bản chưa có đảng viên, chia tách thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, 35 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Chất lượng hoạt động của các chi bộ và đảng viên ngày càng được nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, xác định chương trình dự án đầu tư cho cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vâng. Do vậy, cùng với việc rà soát lên danh mục để tập trung đầu tư, huyện Tuần Giáo đã bám sát các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh về lĩnh vực đầu tư công với quyết tâm giải ngân các nguồn vốn khi dự án hoàn thành, kiên quyết không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Sau khi có quyết định của tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn cho các chương trình dự án trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo đã thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư để triển khai thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi và các chương trình mục tiêu quốc gia. Để các công trình phát huy được tối đa hiệu quả, huyện Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, triển khai các giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn các chương trình dự án. Đối với các dự án thì chúng tôi sẽ có văn bản để đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện dự án vượt tiến độ. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu giai đoạn các công trình. Các công trình đều được nghiệm thu giai đoạn và được thanh toán kịp thời ngay sau khi có khối lượng. Năm 2019, huyện Tuần Giáo được giao trên 108 tỷ đồng để triển khai các chương trình dự án. Đến thời điểm này, huyện đã thực hiện thanh toán trên 40 tỷ đồng, đạt 37% so với dự toán. Như vậy, có thể thấy việc triển khai thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Tuần Giáo vẫn khá chậm. Ngoài việc yếu tố thời tiết, giao vốn cho chủ đầu tư, các thủ tục đấu thầu, giải phóng mặt bằng, thì việc giải ngân còn phụ thuộc vào khối lượng thi công của nhà thầu. Trước những khó khăn đó, huyện Tuần Giáo đang nỗ lực chỉ đạo thực hiện việc triển khai các dự án, cũng như giải ngân các nguồn vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huyện cũng đã làm việc với tất cả các ban quản lý dự án,
và các cái đơn vị được giao chủ đầu tư, nhất là các cái xã đấy, được giao làm chủ đầu tư các cái dự án có thiết kế đơn giản đấy, thực hiện theo cơ chế đặc thù đấy, thì chỉ đạo là đẩy nhanh tiến độ. Và chúng tôi cũng chỉ đạo phòng tài chính phối hợp với các cơ quan ban quản lý dự án và các chủ đầu tư trong cái việc là rà soát lại nếu các cái dự án mà không có khả năng giải ngân hoặc có thể là giải ngân triển khai chậm các chủ đầu tư thì điều chỉnh vốn cho các cái dự án có khả năng giải ngân để giải ngân hết cái kế hoạch vốn năm 2019 đúng theo chỉ đạo của chính phủ và của tỉnh. Thời gian từ nay cho đến kết thúc năm 2019 không còn nhiều, huyện Tuần Giáo đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, gắn với việc tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công khi có khối lượng thanh toán của từng công trình, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Từ đó tạo điều kiện để huyện Tuần Giáo tiếp tục tập trung đầu tư trong năm 2020 và kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 để huyện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, huyện Mường Ảng đã huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư được gần 1,3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới cùng với nguồn vốn trung ương hỗ trợ, vốn lồng ghép các chương trình dự án và ngân sách địa phương, từ năm 2016 đến nay, huyện Mường Ảng đã huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư được gần 1,3 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình thiết yếu như đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Kết quả sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 7 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, không có xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt bình quân chung toàn huyện là 11,7 tiêu chí, tăng trung bình 7 tiêu chí so với giai đoạn 2010-2015. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Điện Biên nhằm phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020. Đề án được xây dựng trên địa bàn 29 xã biên giới thuộc 4 huyện Điện Biên, Mường Trà, Nậm Pồ và Mường Nhé. Tại huyện Nậm Pồ, mục tiêu của đề án là đến năm 2020 sẽ không còn xã nào dưới 10 tiêu chí. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, nhiều xã mới chỉ đạt được 5 tiêu chí, trong khi thời gian thực hiện chỉ còn hơn 1 năm. Cũng giống như nhiều xã biên giới khác trên địa bàn, một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất của xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ là tiêu chí số 10 về thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 9,6 triệu đồng trên 1 năm. Trong khi mục tiêu hoàn thành tiêu chí này cho đến cuối năm 2019 cao gấp hơn 3 lần, đạt 33 triệu đồng một người trên 1 năm. Qua tìm hiểu, việc thực hiện tiêu chí này ở Vàng Đán gặp khó bởi diện tích đất sản xuất tại xã ít và nằm rải rác, trong khi đó thu nhập của người dân chủ yếu lại chỉ dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Vì vậy, không chỉ hộ nghèo mà ngay cả hộ đã thoát nghèo của xã cũng gặp không ít khó khăn. Gia đình tôi nằm trong diện thoát nghèo thật theo các tiêu chí, nhưng thực tế thì gia đình tôi chỉ có 2 lao động chính đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học thôi. Nguồn thu nhập không ổn định cho nên cuộc sống khó khăn lắm. Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, xã Vàng Đán phải đạt 10 trên 19 tiêu chí trở lên trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, xã mới đạt 7 tiêu chí, bao gồm quy hoạch thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm, môi trường và quốc phòng an ninh. Trong 12 tiêu chí chưa đạt, có đến 10 tiêu chí xã chưa đạt được nội dung nào, như giao thông, điện, thu nhập, hộ nghèo, nhà tạm. Vì vậy, việc đảm bảo được mục tiêu trong năm 2020 của xã còn rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là về cái nguồn thu nhập của chúng ta là chưa được truyền truyền về nguồn lao động của chúng ta là nguồn thu nhập khó khăn. Chưa tạo công an việc làm cho bà con, cho nên là khó khăn nhất là một cái công việc tạo công an việc làm cho bà con. Về cái cơ sở hạ tầng khó khăn của chúng ta ở đây thì nói chung là cũng địa bàn nó cũng rộng về cái đầu tư cơ sở hạ tầng hiện tại là cũng rất khó khăn, bây giờ là chưa được đầu tư như đường điện, một số bản thì có thể có đường đường cấp gọi là đường đất thôi, đường cấp phối còn chưa có, đi lên thôn lên bản rất là khó khăn. Điện thì chưa có, chỉ đây là tổng số là 7 bản, như điện thì cũng chỉ có 5 trên 7 bản. Nhưng mà một số nhóm hộ chung cái bản đó nó vẫn còn thiếu chưa được do nó xa.
Thực hiện kế hoạch đến năm 2020, huyện Nậm Pồ phấn đấu xã Sipafin đạt 19 tiêu chí, hai xã Trà Nưa, Nà Bủng đạt 13 trên 19 tiêu chí, xã Phìn Hồ, Nà Hì đạt 12 trên 19 tiêu chí, các xã Na Cô Sa, Vàng Đán, Nậm Nhừ đạt trên 10 tiêu chí. Tuy nhiên, ngoài xã Trà Nưa đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, đến nay những xã còn lại mới đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Nguyên nhân của thực trạng này là do tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ năng lực quản lý điều hành của cán bộ còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhiệm vụ khối lượng công việc lớn, trong khi nguồn vốn đầu tư phát triển trong 3 năm 2016-2018 chưa được phân bổ, nên các địa phương khó khăn trong việc triển khai. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu của đề án, huyện Nậm Pồ đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là vấn đề hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng. Rồi là hỗ trợ về phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để cho bà con có những cái kế nhai để cho người ta tăng nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Xác định cái ở từng vùng, ở vùng nào là lợi thế của cái xã đó, vùng đó, để cho chúng ta hỗ trợ làm sao cho nó chậm tầm trọng điểm. Cái vấn đề thứ ba ấy, thì chúng tôi sẽ tăng cường cái đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho bà con nhân dân. Đây là một cái vấn đề mà để hạn chế cái tình trạng là đi làm thuê trái phép, rồi là người ta có xuất cảnh trái phép. Hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đối với xã biên giới ở huyện Nậm Pồ là một nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, cần sự quyết tâm nỗ lực của chính quyền địa phương và ủng hộ của người dân. Vì vậy, huyện Nậm Pồ đang chú trọng chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, các cấp có thẩm quyền cũng cần quan tâm, nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chí mang tính đặc thù theo hướng sát thực, phù hợp với những huyện miền núi biên giới đặc biệt khó khăn, nhằm đảm bảo việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới theo đúng lộ trình. Trên 120 tỷ đồng là số tiền mà hội viên phụ nữ huyện Tuần Giáo được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Để nguồn vốn vay mang lại hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo đã bám sát các kế hoạch, chương trình hành động của Hội Phụ nữ tỉnh và Huyện ủy Tuần Giáo, tập trung đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho trên 5.000 lượt hộ gia đình hội phụ nữ vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt, mở rộng quy mô trang trại với tổng dư nợ trên 120 tỷ đồng. Đồng thời đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ, mang lại thu nhập cao cho gia đình và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Những hội viên có kinh tế khá giàu cũng đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho những hội viên nghèo vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi trong mấy ngày gần đây, nhiều học sinh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã phải nghỉ học do sốt virus và tay chân miệng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong tổng số 40 học sinh lớp 2A2 trường tiểu học Him Lam thành phố Điện Biên Phủ, hôm 30 tháng 10 vắng 7 học sinh do nghi sốt virus. Trước đó ngày 28 tháng 10, lớp vắng tới 15 học sinh cũng vì lý do ốm sốt. Ngay sau khi nắm bắt thông tin số học sinh trong một lớp nghỉ học nhiều, ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để giám sát dịch bệnh, tránh lây lan thành dịch. Nếu như các lớp mà có học sinh nào bị ốm thì giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện trực tiếp về gia đình để xem nguyên nhân là các em ốm do đâu. Và nếu như trường hợp đặc biệt là có từ khoảng 4 đến 5 em mà ốm cùng một bệnh thì các cô giáo chủ nhiệm có trách nhiệm là báo về phòng y tế để phòng y tế sẽ theo dõi, kiểm tra và lập danh sách gửi lên phòng y tế của trung tâm y tế. Từ đó có cái phối kết hợp giữa nhà trường với lại trung tâm y tế trong việc kiểm soát các dịch bệnh. Ngoài các trường hợp phải nghỉ học do sốt virus, hiện nay tại nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cũng xuất hiện rải rác các trường hợp trẻ bị bệnh tay chân miệng. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, tại các trường học đã tăng cường vệ sinh, khử khuẩn tại lớp học có trẻ mắc bệnh, vệ sinh trường học, khu vui chơi để hạn chế mầm bệnh. Trong cái thời gian qua, để thứ nhất là chống cái bệnh tay chân miệng cho học sinh ý, thì nhà trường chúng tôi đã thực hiện tốt về công tác môi trường trong và ngoài lớp học. Thứ hai là về các cái chỉ đạo các cái giáo viên ở các nhóm lớp là đã thực hiện tốt về công tác vệ sinh đồ dùng cá nhân cũng như là vệ sinh các cái đồ dùng về học tập của học sinh.
Thế và thứ ba là làm tốt công tác tuyên truyền cho các bậc cha mẹ học sinh và phối kết hợp với lại giáo viên chủ nhiệm và các cái nhóm lớp và chỉ đạo y tế trường học mà phối kết hợp tốt với lại y trạm y tế phường Him Lam để chúng ta báo cáo kịp thời các cái trẻ mà có cái khi mà xảy ra cái bệnh chân tay miệng ở tại địa bàn của nhà trường. Trạm y tế chúng tôi đã xuống tại các trường mà có trẻ bị sốt virus và bị chân tay miệng. Vì cái bệnh sốt virus ý, thì là đang cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng trẻ có thể mình sẽ tìm nguyên nhân để điều trị. Nếu trẻ sốt cao thì cho hướng dẫn cho các bà mẹ cho trẻ dùng thuốc hạ sốt để tránh co giật và cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và nước hoa quả để nâng cao thể trạng để trẻ ở nhà, và nếu như trẻ sốt cao quá thì tư vấn cho các bà mẹ là cho trẻ đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh, để theo dõi điều trị. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, thời điểm giao mùa rất dễ bùng phát các bệnh do virus qua đường hô hấp. Sốt virus rất dễ lây lan với tốc độ nhanh. Bởi vậy, khi có dấu hiệu sốt, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ tới khám tại các cơ sở y tế để chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời, tránh những nguy hiểm cho trẻ khi bị sốt cao, gây mất nước có thể dẫn đến trụy mạch. Khi có chẩn đoán sốt virus và tay chân miệng, cần cho trẻ nghỉ học, chăm sóc điều trị tại nhà để tránh lây lan thành dịch. Thực hiện vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, dùng các nước súc miệng sát khuẩn mũi, họng cho trẻ để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Đồng thời cần bổ sung chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ khi thời tiết chuyển mùa. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.